Rồi nó muốn đi gì vậy? Sao? Chở gì đúng không? Chở gì đúng không? Mờ chứ gì? Chở gì em? Hello anh em đó, channel của Hưng nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một cái clip một cuộc sống bình thường của mình mỗi ngày các bạn. Các bạn coi nè, các bạn thấy không, con dê giống con chó các bạn. Đây là một con dê con các bạn à. Đang đi cưng, đang đi. Ủa nắng quá anh em ơi. Bây giờ là ở giữa ruộng, giờ này 90 giờ sáng rồi. Đáng lý bình thường là mình chui vô chỗ nào đó mình ngồi các bạn, mình chờ tới nó ăn xong rồi mình lùa cho nó gì đó. Nhưng mà hôm nay làm clip nên mình ra đây mình quay cho nó cho vui. Lông gì mà chán trắng như vậy. Ê, ra đây vậy? Đâu vậy? Ở đây coi. Có đi tướng kìa. Ỉn, mắc cười thì á. Hình như theo mình nghĩ là mấy con dê nào mà nó có sừng này nó là con đực nha. Còn con nào này không có sừng là con cái nha. Đây chỉ là giả thiết thôi nha. Đây là giả thiết thôi. Ê. 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 Qua đây quay mặt miếng coi. Qua đây coi. Lên tivi mình xem mặt em buồn với em. Sao buồn cái gì? Hả? Mặt đâu? Nắng quá em thấy gì luôn á. Đây là anh vuốt đầu miếng nè. Con này mẹ anh em nuôi nó từ nhỏ. Mấy bạn nuôi này từ nhỏ là nuôi lớn lên là nó sẽ giống như một con chó nha. Đó, dạo gần đây là có nhiều người chuyển qua lấy dê làm thú cưng rồi. Vậy mình nghĩ rằng tương lai mình bắt con dê con thì mình nuôi lên đi mà. Chăn dê thì đam mê thôi. Tiền bạc gì tầm này. Không có tiền là nghỉ làm đó. Ui cái lỗ tai nó bự các bạn. Các bạn xem con lỗ tai nó bự không? Đi chơi với anh dê. Ăn uống cái tầm này nữa, đi, đi chơi nè. Đi qua đây. Đi cho anh, đi, đi cho anh. Đi 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 đi. Con này phải con chó đâu kêu gì đó đi. Giờ con kêu nó đi thì mình là làm gì? Bi. Sao? Đi. Đi vô đây chơi với anh này nắng quá. Đi vô đây. Đi. Bê. Bê. Đi đi vô đây. Đi em, đi 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 đi. Đi vô đây chơi với anh nè. Đi nhanh lên, mày mày đi để anh coi tao má nắng không rồi đó. Đi. Đi ra với anh nè. Mẹ đi tao đi mình á. Ở đó chơi luôn đi mày ơi. Nắng quá các bạn ơi. Cái lưng mình ướt hết rồi. Bây giờ có lẽ mình nghĩ là mình vô chỗ xe mà mình ngồi đó. Thì ở đây có một vài cái mương nước này các bạn. Mấy cái mương nước này mình nghĩ rằng là nó không có sâu lắm. Vì đây mấy con cá các bạn, nó nhỏ các bạn không thấy đâu. Con cá này là cá rô, con cá rô, gì cá ớt quẩy tùm lum. Các bạn đi mệt. Mình nghĩ là mình vô xe mà mình ngồi đó. Nắng quá nắng rồi. Hôm qua mình nó mới mua một ly nước đông lạnh cho mày à. Đó thì bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ ngồi đây mình uống đông lạnh cho mày. Rồi mình chờ ông coi ông chăng thôi chứ mình mệt lắm rồi. Nãy giờ mình cầm điện thoại quay mình vô vòng vòng nắng quá nắng rồi. Ngồi trong mát uống nước đi. Đi vô ạ. Đi vô. Mày mày đứng đó làm gì, đi vô coi. Mày coi mình lùa ở đây nè. Mày không biết chơi đâu luôn các bạn ơi. Hôm qua mình mất tiêu rồi.
Bây giờ là mình không biết lùa đi đâu luôn, giờ nó đi đâu đi luôn rồi, bỏ đi đâu vậy? Đi đâu vậy mấy đứa? Nó mang mình đi lủi lủi đâu vậy trời? Mình phải giữ tụi nó bạn ơi. Ở bên kia là đường này sẽ lửa đó. Mẹ bạn biết rằng ở trên YouTube á hay là trên Facebook á, nó có rất nhiều cái vụ mà dê đang trên đường tàu lửa nó quay nó ủi đó thì rất là tội luôn, mình phải ở đây mình canh các bạn à. Với lại trâu nữa, mấy con trâu ở đây nó nhiều lắm, đôi khi là nó gặp dê nó hồi bữa con bèo em kể là con dê kia nó gần đẻ rồi, cái con trâu á nó đủ sâu nó đẻ rót nước luôn, có 2 con liền luôn. Xong khi mà nó về nhà thì nó không biết nó là con của nó luôn, vì lúc đẻ ra nó còn phải liếm, nó liếm con nó mới biết mùi luôn đó, nó cho bú luôn. Khi mà nó đẻ rớt nước nó không biết mùi con đó, về thì dê nó bú đâu nó đi luôn rồi. Bây giờ mấy con dê này giờ nó lủi lủi bên đó là đậu xanh, nó game lùa nó các bạn. Giờ là trưa nắng các bạn ơi, với lại do mình bệnh á không có làm cái việc nặng được nên ông bé mình kêu về đây chăn dê cho ổng. Thì mình đang mất cả 2 ngày nay các bạn à, mình chưa biết để mấy con này kêu đi bằng cách nào luôn á. Nó đi giờ mình kêu nó đi nó đâu có đi đâu. Ấy. Thấy không? Kêu đi đâu. Không biết cái này kêu đi sao luôn á. Cái này cầm cái roi à. Dốc với nó một cái rồi cút. Lẹ đi nha. Đúng không em? Nói với dần lẻ không ăn nó mày ăn đi. Mới nói có mấy câu là dần lẻ nó không ăn các bạn ơi. Con này không được rồi nè. Tao làm thịt mày đó. Cái con trắng trắng này các bạn thấy giống con hồi nãy không? Con này con nãy con nào nữa? Con nãy đúng không? Kiểu gì mày? Ai không ăn kêu kêu gì? Vậy mày ngồi mình động mình tấu hàng mình luôn các bạn ơi. Mình nói chuyện với mấy con động vật. Thế với mình là phải động vật hay không nữa? Mình hình súc vật luôn cái động vật gì nữa. Sao kêu gì sao sao cái gì máu lớn nó còn rồi đó, đĩa sớm làm cái gì mà khổ vẫn còn mà heo như vậy. Xíu xíu vẫn đi chứ trời ơi, đợi đến quay đây mình chơi không với con này các bạn ơi, với con nhìn thích quá em. Kêu gì mày nín. Yêu cái mỏ cho tao liền. Tao cắt cái mỏ mày ạ. Dê con nè bạn ơi. Bé, 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 bé. Ở lại đi em. Cầm nó yên đi em. Anh chơi em miếng em. Mẹ mày. Mày chửi gì vậy mày? Mày chửi tao luôn mày, tao cắn mày ạ. Cái gì? Sao? Thích cái gì? Mấy con này mình lùa về đây lại các bạn ơi, đậu xanh nó đi thế này quay đường này sẽ lửa mờ lắm, có một mình nào mình không biết cách đó mình đuổi nó mất công bê em chửi mình nữa. Mình bây giờ là giống như mình đi quay với con dê luôn, mình phải chăn dê đó các bạn, để mình lùa nó về coi. Cho anh kia bày bên đây bày vậy, chết rồi chết rồi, giờ sao ta? Thôi mình tắt nha bạn, mình lùa nó dừng gì gì lại hướng bên đây á. Bạn thấy mẹ nó ghê không? Hồi nãy nó đi hướng nào? Nó đi về bên kia đúng không? Ấy con cọ ở đây vậy ta? Hồi nãy là nó ở bên nó đi qua đây đúng không? Em thấy bằng một sức kỳ lạ, một cái gì đó đặc biệt mà mình nó lùa nó về được qua đây rồi. Thấy ghê không? Không dùng coi nha. Mình dùng tay mình chỉ nó kiểu đi kìa. Mình thấy tự nhiên nó đi luôn các bạn. Bác này nó cũng khôn. Cho hai con kia nó lẹt lẹt bên đây vậy đây. Thôi nó ăn đi. Nó đừng que đường này sẽ lửa được à. Mình coi clip Facebook các bạn. Mà vậy mình bị ám ảnh á. Nó làm cục 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 cục. Mà thấy mình sợ. Thì dê người ta thẻ sao mà nó đi lên cái đường này sẽ lửa nó mới ghê. Chắc là không có người canh đó các bạn. Người ta thẻ người ta bỏ đi đâu. Xong rồi nó đỡ tụi nó gì á. Thì con dê này có đặc điểm là. Khi mà đi ăn á. Các bạn có thể không theo nó, các bạn để nó đi ăn đâu đang chiều tối động nó bò gì vậy các bạn, như một câu gì đó. Nhưng mà chắc là do chỗ đó người ta có đường ngay xe lửa đó nên nó ăn nó đi, nó người ta nghĩ là chiều nó gì thôi chứ họ đâu có biết là
cái đường gầy đâu, chết rồi, nó đi lộn đường nữa rồi. Ôi ôi chết rồi, lũi lên kia đủ nó về lại hả? Máy này nó muốn đi về rồi sao vậy coi, nó muốn đi về rồi sao á? Mà nó muốn đi về rồi sao, chở gì đúng không, chở gì đúng không, mờ chứ gì, chở gì nha anh, chở em gì nha, chịu không, bè nãy mệt rồi, nó đi hết não rồi hay là quên mẹ rồi, chở em gì nha, chở gì nha, chở em gì nha, chưa tao biết mà, tao tìm mày rồi mày không chịu tao phải không, giờ mày tự tìm tao thôi. Các bạn coi nè, dễ thương không, mấy anh kia đi làm gì ấy, mấy 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 ông mầm voi, mấy ông trâu rồi, để lụa gì mấy ông ơi, nó mũi là chết chết cô mấy ông ơi, để có lụa gì mấy ông ơi, mấy ông Bây đi giờ đi mình sẽ ăn chứ mấy chở ông như ơi. con gì các bạn à. Thôi thôi cũng xin lỗi mấy ông nha, Thì tụi mai lỡ mấy các bạn dại, ơi, tụi mai lỡ mình đóng dại, tụi lùa tụi nó lỡ dại về mấy ông ơi. thì mình lùa một mớ, ống lùa mớ các bạn. Thì đó, trong đây là cái đám dê mình lùa nè, còn cái đám dê mà ổng lùa thì nó đang đi về các bạn ơi. Thì đó, các bạn thấy không, nó đi cái hàng cái lối rất là đàng hoàng luôn, và nó vậy như này nó có thể biết đường về đó, nhưng mình phải lùa nó về, bởi vì mình nắng ở trưa mình không thể nào để nó qua đó được. Đó, nó xỉu nó luôn á. Tụi này có tính là ăn, nó là ham ăn các bạn. Một khi nó ăn, nó ăn tới bến lận, mình phải biết kêu nó về các bạn, thôi nó chiều nó mới về lận. Đó, mấy này là vậy đó. Thì thôi mình cũng mệt lắm các bạn ơi, nắng lắm rồi. Thì đó, đám mình đi vô nữa, thôi mình sẽ dừng clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay xin một like, một cái kênh nha. Đó, đây là những con dê của nhà mình các bạn ạ. Mình nghỉ làm sẵn nước rồi, mình chăn dê luôn. Các bạn xem thấy hay xin một like, một cái kênh nha. Thì cái xe đó là cái xe cỏ bè mình ông cắt là nãy giờ các bạn. Đó, bây giờ vô nó ăn đó. Bye các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành.